Bản tin quân sự thế giới hôm nay ngày 24 tháng 1 có những thông tin chính sau: Mỹ giảm tốc độ sản xuất máy bay B21, Nga sử dụng tên lửa hành trình KH101 mới. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách mua sắm vũ khí trang bị William Laplaine, lầu năm góc đã phê duyệt việc giảm tốc độ sản xuất máy bay ném bom tàng hình B21 Raider do Northrop Grumman phát triển. Kết luận này được đưa ra sau khi B21 hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên mặt đất và trên không vào một thu năm ngoái. Ông Laplan cho biết, một trong những đặc điểm quan trọng của chương trình B-21 là được thiết kế để ngay lập tức có thể đưa máy bay vào sản xuất ở quy mô lớn, nhằm mang lại khả năng gian đe đáng kể. Nếu không sản xuất và đưa vào biên chế trên quy mô lớn thì khả năng gian đe sẽ không thực sự cao. Không quân Mỹ hiện đã có kế hoạch bắt đầu đưa vào biên chế đội máy bay ném bom B-21 Raider gồm ít nhất 100 chiếc và chiếc đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng vào khoảng năm 2025. B-21 Raider dự kiến sẽ thay thế hoàn toàn hai mẫu máy bay B-1B Lancer và B-2 Spirit đã giả cỗi vào thập niên 2030. Đội máy bay B-21 sẽ kết hợp với 76 pháo đài bay B-52G đã được nâng cấp để hợp thành bộ đôi ném bom chiến lược. B-21 Raider được coi là máy bay ném bom thế hệ thứ 6, có thiết kế với khả năng tàng hình vượt trội nhằm thực hiện các nhiệm vụ tấn công chiều sâu các đối thủ tiềm năng được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại. B21 có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. Các cuộc thử nghiệm B21 đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2022. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Không quân Mỹ và Northrop Grumman đã tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số hiện đại nhưng có giá cả phải chăng, chi phí vận hành và bảo trì thấp. Dự kiến chương trình B21 Raider sẽ tiêu tốn khoảng 203 tỷ USD trong vòng 30 năm và mỗi máy bay ném bom B21 có giá trung bình khoảng 692 triệu USD. Defense Express ngày 23 tháng 1 đưa tin, đầu đạn tên lửa hành trình KH-101 chưa nổ do Ukraine thu được từ cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga vào Ukraine dạng sáng ngày 23 tháng 1 cho thấy tên lửa này vừa mới được sản xuất và đi thẳng ra chiến trường. Defense Express xác định được thông tin này từ một dòng chữ còn nguyên trên đầu đạn chưa nổ. Dòng chữ trên đầu đạn có ký hiệu 90-23, có nghĩa là đầu đạn thuộc lô thứ 90 của năm 2023. Mặc dù chưa biết chính xác số lượng tên lửa được sản xuất mỗi năm, nhưng có thể suy luận từ con số này là tên lửa được sản xuất vào những tuần cuối của năm 2023. Điều đó có nghĩa là việc lắp ráp có thể chỉ diễn ra trong vòng một vài tháng hoặc một vài ngày trước, việc vũ khí vừa rời xưởng sản xuất đã có mặt ở chiến trường, cho thấy rất có thể nguồn dự trữ loại đạn này đang khan dần. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất KH-101 được Cục Thiết kế Chế tạo máy bay Raduga của Nga nghiên cứu và sản xuất. Thông tin công khai từ phía Nga cho biết, tên lửa KH-101 có thể mang đầu đạn có trọng lượng lên tới 800 kg khi tấn công ở cự ly gần. KH-101 đã trở thành vũ khí tấn công tầm xa phóng từ trên không chủ chốt của Nga. Mẫu tên lửa này đã trải qua nhiều lần hiện đại hóa kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 trong đó có những cải tiến về hệ thống định vị sử dụng công nghệ đối chiếu hình ảnh kỹ thuật số dsmac